Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ phong thủy kinh dịch từ công ty Fizieto. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn cái bài cách chúng ta tính tuổi kim nâu, và bây giờ tiếp theo là tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách tính tuổi hoang ốc. Đấy. Thế thì cái tuổi hoang ốc này là nó có 6 cọc. Cọc 1 ta bắt đầu khởi tính từ 10 tuổi. Này. Cách tính tuổi hoang ốc. Đấy, cách tính tuổi hoang ốc. Thế thì cái tuổi hoang ốc này ta khởi đầu bắt đầu từ 10 tuổi. 10 tuổi cho đến 19 tuổi. 20 tuổi cho đến 29 tuổi. 30 tuổi cho đến 39 tuổi. 40 tuổi cho đến 49 tuổi. Từ 50 đến 59 tuổi. Từ 60 đến 69 tuổi. Tức là trong cái bảng tính tuổi hoang ốc này, ta chỉ tính được hết tuổi năm 70, chứ không như bảng cửu trạch vạn niên, mà cũng không giống như thế là ta tính kim nâu. Đấy. Thế thì khởi đầu từ 1 đến 19 thì tức là ta tính này, ví dụ như năm nay ông này là 21 tuổi thì ta khởi từ 20, 21 có phạm hoang ốc hay không. Đấy. Thế thì cái bảng hoang ốc nhá, tức là cứ lẻ 6 của cái cột 60 đến 69 này. Đây, đây là hoang ốc. Đúng không ạ? Ví dụ như ta khởi đầu này 20, 21, 22, 23, 24 tuổi phạm hoang ốc. Mà nếu như ta làm vào cái tuổi 30 thì ta tính này, 30, 31, 32, 33, 34, 35 tuổi phạm hoang ốc. Đấy. Tức là cứ ở tuổi nào thì ta khởi đầu từ tuổi đấy. Ví dụ ta làm trên tuổi 30 mà chưa đến tuổi 40, 40 nó nằm ở bên này, thì ta phải tính từ 30, 31, 32, 33, 34, 35 tuổi phạm hoang ốc. Đấy. Mà 40 này, ví dụ như năm nay ta làm 42 tuổi thì 40 này, 41, 42 tuổi phạm hoang ốc. Đúng không ạ? Hoang ốc thì nó chỉ có một cột này thôi. 40 này, 41, 42 phạm hoang ốc, 43, 44, 45 không hoang ốc. 46, 47, 48 ta lại phạm hoang ốc. Đấy. Cái bảng này thì rất là dễ tính mà tránh được nhiều, tức là cứ 6 tuổi thì phải quay lại một năm ta phạm vào hoang ốc. Đấy. Cho nên là cái bảng này là ta rất dễ tính. Thì khi ta tránh được hoang ốc, tránh được kim nâu mà phạm phải cửu trạch thì ta vẫn có thể làm được. Đấy. Nhưng mà nó chỉ ở con số trung bình 50 và 50, 50 trên 50. Đấy. Còn đẹp nhất vẫn là ta làm được vào trạch đẹp. Trạch đẹp thì kể cả hai cái này có phạm, ta vẫn có thể làm được, không sao. Bởi vì cái trạch nó là cái chủ phi, là con át chủ bài của cách tính tuổi làm nhà. Cho nên là các bạn làm nhà mà nó vào những năm phạm hoang ốc, rồi là phạm kim nâu, mà ta vào được cái trạch đẹp thì ta vẫn cứ làm.
Đấy. Chứ còn tránh hết là ta không tránh được. Còn cái tam tai thì tôi sẽ ghi ra đây cho các bạn tính cái tam tai. Nhưng mà cái tam tai là không thể tránh nổi, bởi vì nó 3 năm liên tiếp. Đấy, nó trôi chảy đi mất cái cơ hội mà không ai thể đợi được. Đúng không ạ? Nên bây giờ là tôi sẽ ghi cái bảng hạn tam tai ra đây, không có lại bảo, tức là nhiều người thì người ta lại muốn tránh tất, cho nên là nó khó. Đúng không ạ? Cho nên tôi sẽ tiếp theo là tôi sẽ ghi bảng hạn tam tai ra đây cho các bạn. Hạn tam tai. Hạn tam tai thì chúng ta lại tính theo kim cục, thủy cục, mộc cục và hỏa cục. Đấy. Tức là kim cục tị dậu xỉu, kim cục tị dậu xỉu, mộc cục hợi mão mùi, mộc cục hợi mão mùi, thủy cục thân tí thìn, hỏa cục dần ngọ tuất, dần ngọ tuất. Đây là kim cục và thủy cục. Tam tai vào các năm, nếu như kim cục tị dậu xỉu thì tam tai vào năm hợi tí xỉu. Đây là tam tai nhá. Đây là ta ghi kim cục mộc cục cho nó rõ ràng này. Đây là hạn tam tai nằm bên này. Đấy, bên này là kim cục, mộc cục, thủy cục, hỏa cục. Thì hạn tam tai, nếu như kim cục tị dậu xỉu thì hạn tam tai vào năm hợi tí xỉu. Hợi tí xỉu. Mộc cục thì tam tai và hợi tị ngọ mùi. Thủy cục thì tam tai vào năm dần mão thìn. Hỏa cục thì tam tai vào năm thân dậu tuất. Đấy. Như vậy là hạn tam tai nó đi theo kim cục, mộc cục, thủy cục và hỏa cục. Nếu như bị kim cục thì kim cục của ta là tị dậu xỉu thì hạn tam tai vào năm hợi tí xỉu, 3 năm này. Đấy. Cho nên là để tránh được cái này rất khó. Nếu như mộc cục hợi mão mùi thì tam tai vào năm tị ngọ mùi. Đấy. Nếu thân tí thìn thì tam tai vào năm dần mão thìn. Nếu như hỏa cục dần ngọ tuất thì tam tai vào những năm thân dậu tuất. Đấy. Cái bảng này là tôi ghi sẵn ở đây để cho các bạn theo dõi để biết thế nào là kim cục, mộc cục, hỏa cục, và cũng biết được đâu là cái hạn tam tai, cái hạn tam tai nó như thế nào thôi. Chứ cần thì thực tình ra để mà tránh cái này thì là không ai tránh được. Đấy. Ta chỉ cần mỗi cái bảng cửu trạch vạn niên, hạn kim nâu và hạn hoàng ốc. Đấy. Là ta chỉ cần tính cái đấy thôi, chứ ta không cần phải tính cái này. Mà nếu mà tính mà tránh được cả cái này nữa thì càng tốt. Đúng không ạ? Đấy. Video của chúng ta chỉ có vậy thôi. Đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các cái chia sẻ tiếp theo. Từ bài sau tôi sẽ bắt đầu chuyển sang phong thủy huyền không phi tinh và tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái. Xin chào các bạn.